À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đến với phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi của bộ sách văn lớp 8, kết nối tri thức với cuộc sống. Trong buổi hôm nay, cô sẽ hướng dẫn chúng ta cách thức để viết bài văn phân tích một tác phẩm. Và ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu bài văn phân tích một tác phẩm truyện. Trước tiên hãy chú ý cho cô những yêu cầu cần đạt trong khi mà chúng ta viết bài văn thể loại này. Các em cần giới thiệu tác phẩm truyện như là nhan đề, tác giả và nêu ý kiến khái quát của mình về tác phẩm. Chúng ta cũng đừng quên nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm. Và đặc biệt là với truyện thì các em cần nêu được chủ đề của tác phẩm. Ngoài ra chúng ta cần chỉ ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm như là cốt truyện, nghệ thuật xây dựng nhân vật, mồi kể, ngôn ngữ, vân vân. Cần tập trung vào một số yếu tố nghệ thuật nổi bật nhất của tác phẩm. Chúng ta sẽ tiến hành phân tích bài viết tham khảo Bức tranh của em gái tôi, lời tự thú chân thành. Bài viết này chính là bài viết đã đưa vào sách giáo khoa. Chúng ta hãy đọc kỹ văn bản để chúng ta có thể định hướng cùng cô ở trong phần này. Một là giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm và nêu ý kiến khái quát về tác phẩm. Các em có thể giới thiệu ngắn gọn về tác giả, tác phẩm như sau. Tạ Duy Anh là nhà văn từng viết những tác phẩm đề cập tới nhiều vấn đề xã hội, mang tính thời sự gai góc như Bước qua lời nguyền, Lão khổ, Thiên thần sám hối, vân vân. Ông là cây bút dành cho thiếu nhi những chuyện ngắn dễ thương. Bức tranh của em gái tôi là một bức tranh đẹp, qua đó thấy được tuổi thơ đẹp đẽ. Hai là nêu ngắn gọn nội dung chính và chủ đề của tác phẩm. Về nội dung chúng ta có thể thấy, chuyện kể về Kiều Phương là một cô gái có tài hội họa thiên bẩm. Tài năng của em được phát hiện khi một họa sĩ là bạn của bố đến chơi. Biết em gái có năng khiếu, nhân vật tôi cảm thấy ghen tị và mặc cảm. Nhờ chú họa sĩ giới thiệu, Kiều Phương tham dự cuộc thi vẽ tranh quốc tế và đoạt giải nhất với bức tranh Anh trai mình. Chủ đề của tác phẩm là tài năng và tình yêu thương em gái dành cho anh trai của mình. Ba là chúng ta cần chú ý dùng lý lẽ, bằng chứng để chỉ ra và phân tích tác dụng một số nét đặc sắc và hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Bức tranh thu hút người đọc trước hết bởi nghệ thuật xây dựng nhân vật. Hai nhân vật Kiều Phương và nhân vật tôi hiện lên trong tương quan đối sánh, bổ sung, soi chiếu cho nhau để lại ấn tượng sâu sắc cho người đọc. Đồng thời còn khắc họa nhân vật qua lời nói, cử chỉ, hành động. Em giống như một thiên thần nhỏ, hồn nhiên, trong trẻo, vô tư và có tình yêu thương ấm áp dành cho mọi người xung quanh. Và không chỉ thế mà em còn dành những tình yêu thương ấy cho những con vật, đồ vật. Bốn là chúng ta có thể phân tích tác dụng của nghệ thuật thể hiện tâm lý nhân vật tôi. Tác dụng của nghệ thuật thể hiện tâm lý nhân vật tôi là người anh trai chú ý tới từng hành động nhỏ nhặt của em gái, từ việc thích thú lục lọi đồ đạc trong nhà đến cách chế thuốc vẽ lạ đời. Sự tò mò ấy cũng là một kiểu quan tâm. Bước ngoặt tâm lý của người anh thì bắt đầu từ lúc tài năng hội họa của em được phát hiện. Năm là chúng ta cần khẳng định tâm huyết, tài năng của tác giả và ý nghĩa, giá trị của tác phẩm. Để viết được một chuyện như vậy, ngoài tình cảm yêu mến dành cho các bạn nhỏ, tác giả còn phải thực sự am hiểu tâm lý tuổi mới lớn. Lứa tuổi đã bắt đầu bớt hồn nhiên bởi sự xuất hiện những rắc rối về tâm lý cần được giải quyết. Chuyển sang phần thực hành viết theo các bước, chúng ta sẽ cần lưu ý cho cô. Một là trước khi viết, ai nhỏ là cần phải lựa chọn đề tài. Các em có thể tham khảo các đề tài sau, những nét đặc sắc của truyện ngắn, những ngôi sao xa xôi của Lê Minh Khuê, giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích, Đi lấy mật, trích đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi. B là phần tìm ý. Các em có thể tìm ý bằng cách là đặt những câu hỏi xoay quanh tác phẩm. Nội dung của truyện là gì? Nội dung ấy được thể hiện như thế nào qua hệ thống nhân vật, sự kiện? Chủ đề của truyện là gì? Rồi có thể đặt câu hỏi, truyện có những đặc điểm nổi bật nào về hình thức nghệ thuật? Những đặc điểm ấy có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện nội dung? Và chúng ta cũng có thể đặt câu hỏi,
Ý nghĩa của chuyện là gì? Tiếp tục là phần C, lập giản ý. Khi mà chúng ta đã định hướng được những câu hỏi liên quan đến văn bản, thì các em sẽ tiến hành lập giản ý. Trong phần lập giản ý này, chúng ta cần chú ý bố cục, đầy đủ 3 phần. Mở bài, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ trọng tâm là giới thiệu ngắn gọn về tác phẩm, những thông tin như là nhan đề, tác giả, và các em cần nêu ý kiến khái quát về tác phẩm. Thân bài thì chúng ta sẽ đi nêu nội dung chính của tác phẩm, nêu chủ đề của tác phẩm, chỉ ra và phân tích tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Còn đối với phần kết bài thì chúng ta cần khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm. Sau khi chúng ta đã có phần chuẩn bị những thông tin cơ bản nhất về tác phẩm truyện, thì các em sẽ tiến hành sang bước 2, đó là chúng ta đi viết bài. Hãy lưu ý cho cô như sau, dựa vào dàn ý, triển khai bài viết theo hệ thống luận điểm đã xây dựng. Xác định rõ mục đích viết bài văn phân tích tác phẩm truyện để không viết theo lối kể chuyện hay là nêu cảm nghĩ về câu chuyện đã đọc. Mỗi luận điểm thì cần được làm sáng tỏ bằng các lý lẽ, bằng chứng. Khi phân tích, các em cần bám sát sự kiện, nhân vật, ngôi kể, ngôn ngữ. Chú ý phân tích có trọng tâm, lựa chọn được các yếu tố đặc sắc về nghệ thuật của tác phẩm để đi sâu khai thác. Cô có một bài viết tham khảo ngắn gọn như sau. Khánh Hoài là một nhà văn giàu tình yêu thương với trẻ em. Một trong những tác phẩm tiêu biểu đó là truyện ngắn, Cuộc chia tay của những con búp bê. Từ cuộc chia tay xúc động của hai anh em Thành và Thủy, tác giả đã gửi gắm một bài học ý nghĩa trong cuộc sống. Câu chuyện kể về một gia đình có hai anh em là Thành và Thủy, nhưng vì bố mẹ ly hôn nên hai anh em không thể tiếp tục sống với nhau được nữa. Khánh Hoài đã xây dựng một tình huống đặc biệt để cho thấy tình cảm sâu sắc của Thành và Thủy. Người mẹ yêu cầu hai anh em phải đem đồ chơi ra chia. Nghe thấy tiếng mẹ nói chia đồ chơi mà Thủy không kìm nổi nỗi sợ hãi, bất giác run lên bần bật, kinh hoàng. Còn Thành thì thầm nghĩ, cảnh vật vẫn cứ như hôm qua hôm kia thôi, mà sao tai họa giáng xuống đầu anh em tôi nặng nề thế này. Đối mặt với cuộc chia tay, Thành và Thủy đều cảm thấy buồn bã và thật nặng nề. Nhưng điều đó không làm tình cảm của cả hai mất đi. Đến tận bây giờ, hai anh em vẫn nhường nhịn và dành những điều tốt nhất cho nhau, thật đáng trân trọng. Thành dành hầu hết số đồ chơi cho em, bộ tú lơ khơ, bàn cá ngựa, những con ốc biển, bộ chỉ màu và ngay cả hai con búp bê là em nhỏ và vệ sĩ. Khi hai anh em về đến nhà thì đã nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trước cổng. Cuộc chia tay quá đột ngột khiến cả hai bàng hoàng. Thủy chạy vào nhà lấy con vệ sĩ đưa cho Thành để nó gác cho anh ngủ. Nhưng sau đó, cô bé lại đem cả con em nhỏ lại cho anh và bắt anh hứa không bao giờ để chúng phải xa nhau nữa. Cuộc chia tay diễn ra đẫm nước mắt, buồn bã và đau thương. Cả hai anh em đều sẽ không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau. Cuộc chia tay của những con búp bê đã gợi cho người lớn bao suy ngẫm về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ mái ấm hạnh phúc để con cái được vui vẻ, trọn vẹn yêu thương. Đó là phần bài viết tham khảo. Chúng ta hãy rút ra những kinh nghiệm cho bản thân mình để có thể thực hành viết một bài hoàn chỉnh. Sau khi viết xong bài thì các em đừng quên một thao tác nữa, đó là chỉnh sửa lại bài viết. Trong mục 3 này thì cô sẽ hướng dẫn chúng ta một số lưu ý khi chỉnh sửa như sau. Các em cần tập trung vào một số vấn đề như là đã giới thiệu được tác giả, tác phẩm và nêu được ý kiến khái quát về tác phẩm hay chưa. Nếu thiếu thì chúng ta sẽ phải bổ sung. Và các em cũng cần kiểm tra lại xem là bài viết của mình đã nêu được nội dung chính và chủ đề của truyện hay chưa. Nếu chưa nêu hoặc là nêu chưa rõ, chưa chính xác thì cũng cần bổ sung và chỉnh sửa. Và lưu ý nữa là cần chỉ ra và phân tích được tác dụng của một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm. Nếu có yếu tố nghệ thuật cần được làm nổi bật hơn nữa thì tập trung phân tích sâu yếu tố đó để không rơi vào tình trạng phân tích dàn trải. Như vậy, phần hướng dẫn vừa rồi thì đã khép lại nội dung của bài ngày hôm nay. Cô hy vọng rằng chúng ta sẽ có một bài viết hoàn chỉnh và chúng ta cũng sẽ đạt hiệu quả cao trong bài viết đó. Hẹn gặp lại các em ở trong những phần hướng dẫn tiếp theo. Khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.